Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Quốc Huy. Tôi đang có mặt ở chương trình Internet Business Marketing của Marota. Tôi cũng học được một điều rất thú vị và muốn chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn muốn học được điều này, xin hãy comment ở phía dưới. Tôi sẽ chia sẻ sau khi kết thúc khóa học này. Vâng.